tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Cha con nghĩa nặng của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được sáng tác tại Càn Long năm 1929. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1, chương 1, gia đạo thôn phu. Nghĩa là câu chuyện về gia đình của một người sống trong thôn. Trần Văn Sủ đi thăm ruộng từ hồi trưa. Nửa chiều anh ta mới lơn tơn trở về nhà. Anh ta ở dòng Ké mà làm ruộng của bà Hương Quảng Tồn dưới dòng Phú Tiên, nên bận đi cũng vậy mà bận về cũng vậy, phải đi khúc lộ Càn Long lên Vũng Liêm chứ không có ngã khác. Anh ta mặc một cái áo đen nhùng nhục, một cái quần vắn lại đứt tả tơi, đầu bịch trùm một cái khăn rằn, miệng ngậm trầu một búng, tay mặt cầm một khúc cây cốc, tay trái xách một sâu hai con cá lóc với ba con cá rô. Đi thăm ruộng, thấy ruộng trúng lúa gần chín mà lại bắt cá cạn được ít con. Bởi vậy anh ta đi về, ngoài mặt hân hoan, trong lòng thơ thới. Hai đứa con lớn của anh ta là thằng Tí với con Quyên đương ngồi nhồi đất nắng trâu chơi giữa sân. Chúng nó thấy cha về thì lật đật đứng dậy. Con Quyên chạy ra ôm bắp dế, còn thằng Tí thì giật sâu cá mà hỏi rằng: "Cá ở đâu mà cha bắt đây cha?" Trần Văn Sủ cười ngoảnh ngoẻm và đáp rằng: "Bắt trong ruộng chơi, sao lại ngồi ngoài nắng vậy con? Không sợ nhức đầu hay sao hử? Thằng Tí à, bài đặt quá à, chơi đất chơi cát. Hai anh em mặt mày tèm lem, đem sâu cá vô cất đi con, đặng cha tắm cho con Quyên." Thằng Tí ở trần trùi trụi, mặt mũi có lươm có quành, hai bàn tay bùn đất còn dính cục. Nó xách sâu cá lăng xăng chạy vô nhà. Trần Văn Sửu nắm tay con Quyên dắt lại khạp nước giữa hè, rồi cởi áo con nhỏ ra, múc nước xối mà tắm cho nó. Anh ta kỳ tay kỳ chân và gọi đầu xong rồi mới thay quần áo cho nó. Thằng Tí vừa mới xối nước thì cha nó kéo con Quyên và nói rằng: "Con đứng xe đằng kia mà tắm chứ, con đứng gần con xối nước ướt mình cha hết còn gì." Thằng Tí cười rồi múc nước chạy lại đứng dưới cây chùm ruột mà xối. Trần Văn Sủ kỳ mài cho đứa nhỏ sạch sẽ rồi mới sang qua gọi đầu cho đứa lớn. Con Quyên thấy cha nó bỏ mà tắm cho anh nó thì nó vụt chạy vô nhà. Trần Văn Sủ gọi đầu cho thằng Tí xong rồi, anh ta lục thục vô sau. Thị Lựu là vợ của Sủ, mình mặc một cái quần lãnh đen, một cái áo vải đen còn mới, đầu gỡ láng nhuốc, răng đánh trắng nõn, tai đeo một đôi bông có nhận hộp thủy tinh, cổ đeo một sợi dây chuyền có trái tim treo nhõng nhảnh, tay mặt có đeo một chiếc đồng trơn, tay trái có đeo một cái niệt chỉ, đang bồng đứa con nhỏ hết đứng giữa cửa. Thấy chồng đi về đã không thèm hỏi mà lại còn nguýt một cái nữa. Trần Văn Sửu lột khăn rằn bịch trên đầu đó mà lau mặt, rồi lại bộ dáng kéo khay trầu đứng têm mà ăn. Anh ta nói rằng: "Ở nhà sao không rầy sắp nhỏ để nó chơi dơ dái quá." Thị Lụ dài vô hứ một cái rồi đáp rằng: "Chơi giống gì mà dơ dái, thứ con nít thì nó chơi giỏi, sao không ở nhà đó mà giữ nó." Trần Văn Sủ nín khe bỏ đi thẳng vô nhà sau. Anh ta thấy bếp núc lạnh tanh mà sắc mặt chẳng có lộ một chút giận nào hết. Anh ta xách nồi đi xúc gạo đem vo, rồi nhúm lửa bắt lên mà nấu. Thị Lụ không thèm léo vô bếp, chỉ có thằng Tí với con Quyên sẩn bẩn một bên cha nó đó mà thôi. Sủ hỏi thằng Tí rằng: "Má con có ở đằng trước hay không con?" Thằng Tí lắc đầu và nói rằng: "Má bồng em đi chơi từ nãy giờ lận mà." Sủ nghe vợ đi chơi mà cũng tự nhiên chứ không giận. Anh ta biểu thằng Tí coi chùm lửa, còn anh ta thì xách sâu cá đem ra hè ngồi mà làm, rồi bỏ vô nồi mà nấu. Chừng cơm cá chín rồi, anh ta kêu thằng Tí mà biểu rằng: "Tí, con đi kiếm má con về ăn cơm con." Thằng Tí chạy đi, con Quyên đói bụng đòi ăn trước, nên cha nó mới bới cho nó một chén cơm, chan ít muỗng nước cá vô rồi đưa cho nó ăn. Con Quyên ngồi giữa cha mà ăn cơm, có con mèo mướp lẩn quẩn một bên, cả lưng vào cánh tay nó mà cổ kêu khò khè. Trần Văn Sủ nằm ngay trên võng, mắt ngó con coi bộ vui vẻ lắm. Cách một hồi lâu thằng Tí chạy về,
Thị Lụ cũng bồng con về theo sau. Trần Văn Sửu dở cơm múc cá, rồi vợ chồng con cái xúm lại mà ăn. Tùy Thị Lụ trang điểm mà đi dạo sớm, để chồng tắm rửa cho con, để cho chồng nấu cơm làm cá. Nhưng mà chừng ăn cơm rồi, chị ta bưng chén dĩa đi đem rửa, chứ không bắt chồng làm tới việc ấy nữa. Trong lúc vợ dọn dẹp sau bếp thì chồng bồng đứa con nhỏ hết ra đứng chơi trước sân. Thằng Tí với con Quyên sẵn bẩn một bên, con nói đỏ đẻ, cha chúm chím cười, tình cha con coi kháng khích lắm. Trời tối lần lần thì Lũ đốt đèn trong nhà rồi bước ra sân. Trần Văn Sửu muốn giao đứa nhỏ lại cho vợ thì Thị Lũ nói rằng: "Dữ không, thứ bồng con một chút rồi chết hay sao, nên hãy thấy mặt thì lật đật mà giao." Anh ta bị vợ rầy mà anh ta lại cười ngõn ngoẻo, xốc vác thằng nhỏ lên vai rồi thủng thẳng đi ra lộ. Thằng Tí với con Quyên lăng xăng chạy theo. Có một cái xe hơi phía dưới Phú Tiên chạy lên, bụi bay mù mịt bóp kèn te le. Con Quyên bước ra đường đứng dòm, cha nó nắm tay nó lại nói rằng: "Ra ngoài làm gì, xe cán chết à, đứng trong lề đây mà coi." Xe chạy ngang qua một cái dù, mấy cha con Trần Văn Sửu đứng ngó trân trân. Trần Văn Sửu dắt con đi dài theo lộ mà chơi. Gió thổi hiu hiu mát mặt, sao văng sáng sáng đều trời, dế ngâm rỉ rả bên chân, ngọn lúa quặt quà dưới ruộng. Thằng nhỏ vác trên vai buồn ngủ rồi ngủ. Trần Văn Sửu lần bước trở về nhà. Nhà lá ba căn xịt sạc, phía ngoài mà chính giữa có dọn một bàn thờ. Trước bàn thờ có lót một bộ ván dầu, lại có một cái ghế nghi. Bên tay mặt thấy có một cái cối xay lúa, còn giữa vách thì dựng nào là dằn xay, nào là chui cày, nào là cần câu, nào là cuốc, phản. Bên tay trái thấy có một cái chõng tre nhỏ, còn trên vách thì móc nào là thúng rổ, nào là giỏ, nào là dòng hái. Chú thích: ghế nghi là một loại bàn nhỏ, cao hơn bàn thường, dùng làm chỗ để khai trầu hay để món ăn trong lúc dọn tiệc. Hết chú thích. Nhà chừa có một cái cửa căn giữa, hai bên thì dựng vách lá khúc dưới, còn khúc trên thì gài tre có lỗ vuông vuông. Trong đèn leo lét để trên ghế nghi, ánh sáng dội vô bàn thờ trống trơn. Duy nhất trên bàn có cái chậu nhỏ để cắm nhang, một cái lon sữa bò và một cái tô đá mà mẻ miệng hết một miếng bằng ngón tay. Trên vách có treo một bộ tượng bốn tấm, giấy đỏ chữ đen, mà tấm đầu lại đứt khúc dưới, mất hai ba chữ. Trần Văn Sửu bước vô nhà thấy vắng teo thì kêu rằng: "Mày à, em nó buồn ngủ rồi, đem nó vô buồng dỗ ngủ chút." Không nghe ai trả lời hết. Anh ta đi vô buồng thì cái mùng vợ còn vắt lên chứ chưa bỏ xuống. Cái giường trống lỏng, không có vợ nằm. Anh ta đi thẳng vô thì dưới bếp tối mò, cũng không có vợ ở đó. Anh ta bồng con trở lên buồng, để con nằm trên giường, rồi vũ mùng bỏ xuống. Thằng nhỏ khóc kêu má, mà má nó đâu mất, nên cha nó phải leo lên nằm với nó. Cách một hồi thằng nhỏ ngủ rồi, cha nó mới lén leo xuống mà bước ra ngoài. Thằng Tí với con Quyền đang nằm ở trên bộ ván mà chơi. Trần Văn Sửu lại gần cái ghế nghi, rồi kéo khay trầu têm mà ăn. Con Quyền ngồi dậy, hai tay ôm vòng trên cổ cha nó và hỏi rằng: "Má đi đâu cha ha?" "Đi chơi đâu, bên chợ." "Má đi chơi mà má không dắt ta đi với chứ." "Dắt con đi làm gì?" "Dắt đi chơi." "Má con đi có chuyện gì đó chứ, phải đi chơi hay sao mà dắt con theo?" "Chuyện gì? Tôi biết mà, má đi qua bên Hương Hào má chơi chứ chuyện gì. Cha dắt tôi đi chơi cha." "Đi rồi bỏ nhà hay sao con?" "Để anh Tí coi nhà." "Em nó dậy khóc rồi ai dỗ nó?" "Thôi cha nói thơ nghe chơi cha." "Ừ, con nằm xuống đi rồi cha nói thơ cho con nghe." Con Quyền buông cổ cha nó nằm ngay chính giữa ván. Thằng Tí nằm đầu ván đằng kia mà co chân lên gãi sạc sạc. Trần Văn Sửu kéo gối nằm đầu đằng này, rồi nói thơ Bạch Viên Tôn Cát một hồi, rồi mới sang qua thơ Lục Vân Tiên. Anh ta tay gác qua trán, nhắm mắt hạ miệng mà nói. Nói đã thèm ngóc đầu dòm con, thấy hai đứa đều ngủ hết, anh ta mới nín. Thằng nhỏ nằm trong mùng cửa mình khóc qué lên. Trần Văn Sửu lật đật chạy vô nằm một bên mà dỗ nó. Thị Lụ đi chơi về, bước vô buồng thấy chồng nằm với con thì hỏi rằng: "Làm giống gì vô nằm xăm xăm đó?" "Thằng nhỏ nó khóc, ta vô ta dỗ nó chơi. Đi đâu dữ vậy?" "Đi đâu hỏi làm chi? Không cho đi chơi bờ gì hết sao?"
Tao hỏi cho biết vậy mà. Tao không muốn mày hỏi. Đi ra ngoài, vô nằm trên gối người ta, rồi làm dính mồ hôi ôi rình à, ai mà chịu cho được. Khéo nói hồn, tưởng ta là trâu chó gì đây hay sao nên hôi. Không phải trâu chó, mà cái hôi kỳ cục lắm, không ai chịu được. Trần Văn Sủ dở mùng leo xuống đất, rồi thủng thẳng đi ra. Khi ra tới cửa buồng, thấy giữa vách có hai cái lược, một cái dày một cái thưa, bèn lấy luôn hết hai cái, rồi ra ngồi giữa đèn, sổ đầu tóc mà chải. Anh ta gỡ lược thưa rồi chải lược dày, chải mỗi cái đều kê gần đèn, bắt một vài con chí bỏ vô miệng mặt cắn. Trống bên nhà Việt làng trở canh hai, anh ta mới chịu cất lược, sập cửa tắt đèn, rồi nằm chung với hai đứa con lớn mà ngủ. Trần Văn Sủ năm nay đã được 35 tuổi rồi, còn vợ là Thị Lựu mới có 31 tuổi. Hai vợ chồng ăn ở với nhau hơn 13 năm, sanh được có ba đứa con đó mà thôi. Thằng Tý 12 tuổi, con Quyên 6 tuổi, còn đứa nhỏ hơn hết tên là thằng Sung mới được 3 tuổi. Trần Văn Sủ gốc ở làng Trung Trạch thuộc về tỉnh Vĩnh Long. Cha hồi trước làm làng, không biết công lao đặng mấy năm mà lên tới chức hương bộ. Nhà thì nghèo, con mẹ thì bệnh hoài, nên lúc Sủ còn nhỏ thì anh ta cực khổ lắm. Khi anh ta được 20 tuổi, cha mẹ khuất hết, ở trong làng không có phương kế làm ăn, anh ta mới bán cái nhà rách được 7 đồng bạc, rồi ra ấp Phú Tiên thuộc làng Trung Nghĩa ở đậu nhà Hương Tuần Tam mà đi làm mướn. Hương Thị Tàu nhà ở dòng Ké cũng thuộc làng Trung Nghĩa, có một đứa con gái tên là Nguyễn Thị Lựu. Tuy con nhà nghèo mặc dầu mà mặt mày sáng sủa, đi đứng dịu dàng. Vợ khuất sớm, anh ta có vốn ít chục đồng bạc nên lãnh bài sanh ý, rồi mua hàng giặt chút đỉnh như trầu cao, thuốc giấy, dầu lửa, bánh in mà bán với đứa con gái. Chú thích: bài sanh ý có nghĩa là giấy môn bài, giấy cho phép hành nghề, bây giờ gọi là giấy phép kinh doanh. Hết chú thích. Trần Văn Sủ thường hay ra chợ dòng Ké mà làm mướn, và nghỉ trưa hay ghé quán của Hương Thị Tàu mà chơi. Hương Thị Tàu thấy Sủ coi cút thiệt thà, siêng năng giỏi vắng, không bài bạc, không rượu trà, thì đem lòng thương, nên kêu mà gả Thị Lựu, đòi góp các lễ có 40 đồng mà thôi. Trần Văn Sủ thấy Thị Lựu thì phải lòng, mà cũng muốn có nơi nương dựa làm ăn, nên tuy nghèo xong cũng phải ráng kiếm vài 40 đồng bạc mà cưới vợ. Sủ cưới vợ rồi thì về ở chung với cha vợ làm mướn. Năm đầu mắc vợ có thai nghén phải lo thuốc men, rồi kế đẻ thằng Tý tốn hao thêm nữa, nên Sủ trả nợ không nổi, phải xin trả tiền lời để vốn lại năm sau. Anh ta làm cháy da phỏng tráng, lo quên ngủ quên ăn, làm hết sức lo hết hơi, mà đến 5 năm mới dứt nợ được. Chừng Thị Lựu có nghén con Nguyên, chị ta sanh sứa, đòi cất nhà riêng mà ở. Trần Văn Sủ không tiền, nhưng vì muốn vừa lòng vợ nên phải đi vay 30 đồng bạc mà cất một cái nhà lá nhỏ 3 căn ở phía bên kia cầu, rồi vợ chồng dọn về mà ở. Hương Thị Tàu thương con rể, muốn chúng nó ở chung hủ hỉ cho vui, mà Thị Lựu không biết nghĩ, đành bỏ cha mà ra tư ra riêng, làm cho Hương Thị Tàu phiền trong lòng. Bởi vậy vợ chồng Trần Văn Sủ dọn về nhà mới, Hương Thị Tàu chẳng hề khi nào thèm bước chân tới cửa. Trần Văn Sủ tánh thiệt thà hiền hậu, cứ lo củi lục làm ăn, không tranh hơn thua với ai hết. Còn Thị Lựu tánh bồng chành bốc chách, cứ ăn no dạo sớm tối ngày, không lo giúp đỡ cho chồng mà cũng ít lo việc trong bếp. Đã vậy mà chị ta còn hỗn ẩu với chồng nữa, hễ chồng có nói động tới thì mắng chửi tưng bừng. Vợ chồng tánh nết khác nhau như vậy mà ở với nhau được, ấy là vì Trần Văn Sủ mỗi việc mỗi nhịn luôn luôn, nhịn cho đến nỗi những việc vợ quấy mà cũng không dám nói. Thị Lựu thấy vậy càng thêm lừng, ở trong nhà muốn làm việc gì tự ý, đêm như ngày, muốn đi đâu cũng tự do. Nhất là trong 4 năm sau đây, chị ta hay trang điểm hay xe xua. Nhà thì nghèo mà không biết chị ta làm thế nào có quần áo mới mặc hoài, lại sắm tới vòng đồng dây chuyền nữa. Khi đẻ ra thằng Sung rồi, Trần Văn Sủ than với vợ không biết làm sao mướn ruộng cho được mà làm. Thị Lựu hứ một tiếng rồi nói rằng: khó dữ không, anh Hương Hào hội quá đất cho bà Hương Quảng tồn cả ngàn công, nhưng muốn làm thì ta nói với ảnh để cho ít chục công mà làm chứ khó gì. Trần Văn Sủ nghe vợ nói như vậy thì mừng, nên xúi vợ đi hỏi đất liền. Thiệt quả Thị Lựu đi một buổi thì mướn được cho chồng 30 công đất. Từ đó đến sau, Trần Văn Sủ mới có ruộng mà làm, mỗi năm té chừng 100 dạ lúa, vừa đủ cho vợ con ăn mà thôi,
nên trong mấy tháng gặt rồi phải đi làm thuê làm mướn, hoặc đắp đất, hoặc lợp nhà, hoặc chèo ghe, hoặc vác lúa, mới có tiền mà mua sắm áo quần xây xài với thiên hạ. Mấy người chân chất từ miệt dòng Ké xuống tới Phú Tiên, ai thấy gia đạo của Trần Văn Sủ như vậy thì cũng cho là vô phước. Mà Trần Văn Sủ cứ an ổn lo làm ăn như thường, chẳng hề buồn rầu về nỗi vợ con, mà cũng chẳng hề than phiền về sự cực khổ. Biết thủ phận thì khỏi mệt trí, biết nhịn nhục thì được an thân. Nhặt gì người khôn ngoan dầu muốn cho lắm cũng khó làm được. Bởi vậy can thường hay tan rã, gia đình mới khuynh nguy. Chương 2: Tức mà hỏi vợ. Qua tiết tháng giêng, trong chốn thôn quê có cái thú vui vẻ phi thường. Đường xá khô ráo, ra vô sạch sẽ, gió bất hiu hiu mát mẻ vô cùng. Lúa ở ngoài đồng chỗ thì đương gặt, chỗ thì đã chín tới rồi, nên đứng ngó mông thì thấy một vùng đỏ đỏ vàng vàng. Ấy là mồ hôi nước mắt của nông phu chan rưới trót mấy tháng trời, mà ấy cũng là cơm gạo áo quần của nông phu trông cậy về năm sẽ tới. Mới đầu cành từ thì tiếng còi túc nghe đều tứ hướng, ấy là còi của chủ điền kêu công gặt dậy nấu cơm. Lối nửa giờ theo mấy bờ mẫu, người ta đi có hàng, ấy là bọn công gặt đi về, đàn bà chen lộn với đàn ông, người nào cũng vui cười hớn hở. Trần Văn Sửu mướn 30 công đất của bà Hương Quản Tồ mà làm trong đồng Phú Tiên. Năm nay trúng mùa, lúa đã chín rồi, xong phải chờ 5-7 bữa nữa mới gặt được. Anh ta còn rảnh nên đi gặt mướn mà kiếm tiền. Vì lúa trúng, công gặt ít, gặt một công mà ăn tiền tới 6 cắt bạc. Mỗi ngày gặt 2 công được 1 đồng 2, ở nhà thì uổng lắm. Đầu canh tư thức dậy lò mọ nấu một nồi cơm, ăn phân nửa, còn phân nửa thì đem theo. Vợ con ngủ hết mà anh ta chẳng muốn cho chúng nó thức dậy làm gì, nên vai mang vòng hái, tay xách gói cơm, dở cửa nhẹ nhẹ bước ra sân mà đi. Hướng tây mặt trăng vừa mới lặn, hướng đông sao mai đã mọc rồi. Vì gần sáng nên trên trời trắng trắng mây giăng, vì sương xa nên trước mặt mù mù án mắt. Trần Văn Sủ lầm lũi đi xuống đồng Phú Tiên, tới đám ruộng người ta kêu gặt đó, thì gặp Hương Tuần Tam với thằng Xuyên ngồi trên bờ chờ ánh sáng thiệt mặt rồi có xuống mà gặt. Anh ta bỏ gói cơm với vòng hái dựa bên đó rồi ngồi lại nói chuyện chơi. Thằng Xuyên hỏi Trần Văn Sủ rằng: "Hôm nay tôi không có đi phía dưới ruộng anh, nghe nói năm nay lúa anh trúng lắm phải không?" "Khá khá chứ không trúng lắm. Anh sướng quá còn làm bộ nữa." "Sướng giống gì? Anh hỏi được đất của bà Hương Quản anh làm, không sướng hay sao? Tôi muốn mướn ít chục công làm kiếm ăn mà mướn không ra." Hương Tuần Tam cười và nói với thằng Xuyên rằng: "Mày muốn làm ruộng thì kêu vợ mày quen với Hương Hào Hội, tự nhiên có đất chứ gì." "Sao vậy?" "Thì vậy chứ sao. Thằng Sủ nó cũng nhờ vợ nó quen với cơ Hương Hào Hội nên nó mới mướn được 30 công đất đó chứ. Vợ mày còn nhỏ, không biết chừng mày mướn còn nhiều hơn thằng Sủ nữa à." Thằng Xuyên suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: "Chú nói kỳ quá, ai mà chịu vậy?" Hương Tuần Tam cười ngất rồi đáp rằng: "Vậy chứ thằng Sủ đó sao, phải thí ruộng nhỏ mới có ruộng lớn chứ. Thà là chịu chết đói, chứ ai chịu khốn nạn như vậy được." "Không chịu thì thôi." Thằng Xuyên dây lại thấy Trần Văn Sủ ngồi bơ bơ, bèn vỗ vai mà hỏi rằng: "Sao anh chịu như vậy được không anh?" "Chịu giống gì?" "Chịu cái đó." "Cái đó là cái gì đâu?" "Anh để cho vợ anh quen với Hương Hào Hội chứ cái gì." "Quen thì quen chứ sao." Hương Tuần Tam với thằng Xuyên nghe Trần Văn Sủ trả lời như vậy thì ngó nhau rồi cười rộ lên. Trần Văn Sủ không hiểu gì hết, thấy người ta cười thì ngó lơ láo rồi cũng cười theo. Thằng Xuyên thấy bộ tịch Trần Văn Sủ kỳ quá, nó dằn không được nên nằm lăn trên bờ ôm bụng mà cười. Trần Văn Sủ nghi thằng nọ ngạo mình nên kéo tay nó mà hỏi rằng: "Tại sao mày cười tao mày?" Thằng Xuyên càng tức cười hơn nữa nên ngồi dậy gỡ tay Trần Văn Sủ mà chạy. Trần Văn Sủ dai lại hỏi Hương Tuần Tam rằng: "Sao nó cười vậy anh?" "Nó thấy mày ngu quá nên nó cười chứ sao." "Ngu giống gì?" "Mày không biết thì thôi, như có muốn biết thì về nhà hỏi vợ mày thì biết." Nói đích xác như vậy mà Trần Văn Sủ cũng chưa hiểu, cứ ngồi bơ bơ như thằng ngáo. Chủ ruộng ra tới lại có dắt theo 5-6 công gặt nữa. Trời đã sáng thiệt mặt rồi, công gặt áp xuống ruộng phân nhau mà gặt lúa.
Buổi sớm mai Trần Văn Sủ gặt phấn chấn, lại hay nói chuyện với hai người gặt gần hai bên mình. Đến trưa gặt hết một công rồi, anh ta leo lên bờ ngồi nghỉ và phành gói cơm ra mà ăn. Một tay thì cầm con mắm sặc, một tay thì bốc cơm nguội. Trên đầu trời nắng, dưới chân lắm bùn, mà anh ta ăn cơm coi bộ ngon lắm. Ăn hết gói cơm rồi, bèn bước lại cái vũng gần đó, bụm tay múc nước mà uống, rồi khoát mà rửa mặt. Chừng anh ta trở lên bờ, thấy Hương Tuần Tam đang ngồi sửa soạn mở gói cơm ra mà ăn, thì anh ta ngồi xề một bên và hỏi rằng: "Hồi sớm mai sao mà thằng Xuyên nó cười to như vậy anh? Anh nói giùm tôi một chút mà." "Thiệt à, mày không hiểu hay sao?" "Không, tôi có hiểu gì đâu." "Thôi nghiệp thằng dại quá. Vợ mày lấy Hương Hào Hồi à, tao nói mí mà mày không hiểu nên nó cười mày chứ gì." Trần Văn Sủ chân hững, ngồi ngó Hương Tuần Tam chân chân, rồi hỏi rằng: "Vợ tôi lấy Hương Hào Hồi hay sao?" "Đâu có, anh khéo bày đặt. Ai nói với anh đó?" "Trời ơi, thiên hạ hay tràng đồng hết, có một mình mày ngu quá nên mày không hay chứ." "Lấy hồi nào, ở đâu?" "Khéo hỏi hùng. Lấy nhau đã mấy năm nay, đẻ được một đứa con mà chưa hay chứ. Tội nghiệp quá. Mày về coi lại có giống Hương Hào Hồi hay không mà thì biết." Trần Văn Sủ nghe mấy lời dường như sét đánh bên tai, ngồi chết chân, tay níu bụi cỏ, mắt ngó mông trong đồng, không nói được nữa. Hương Tuần Tam nuốt bún cơm rồi nói rằng: "Tại hồi đó mày cưới vợ lịch sự quá nên nó mới vậy đó đa." Trần Văn Sủ thở dài một cái rồi đứng dậy. Trời nắng chang chang, công gặt đều lên bờ kiếm mấy cái bóng cây ngồi nghỉ, mà Trần Văn Sủ lại xách vòng hái bước xuống ruộng rồi xông ra mà gặt nữa. Công gặt lấy làm kỳ nên kêu ôm trên bờ. Trần Văn Sủ không thèm nói đi nói lại, cứ lầm lũ gặt hoài. Anh ta gặt riết đến xế đủ hai công đất rồi mang vòng hái đi về trước một mình, không thèm nói tới ai hết. Thằng Tý với con Quyền đương chơi trước cửa, thấy cha đi gặt về thì lật đật chạy ra sân mà mừng. Thỏ đài Trần Văn Sửu hễ đi đâu về thì hay bồng con Quyên mà nựng, mà bữa nay anh ta làm lơ bỏ đi thẳng vào nhà, máng vòng hái lên vách rồi hỏi thằng Tý rằng: "Má con đi đâu?" "Má con ngủ với em trong mùng." "Từ hồi sớm mơ tới giờ có Hương Hào Hồi ghé đây không?" "Không." Trần Văn Sửu đi tắm rồi vô buồng lấy quần áo sạch mà mặc. Thì Lụ giật mình thức dậy, thấy chồng đương đứng mặc áo thì hỏi rằng: "Bữa nay sao về sớm vậy?" Trần Văn Sủ lặng thinh bỏ ra ngoài trước, không thèm trả lời. Anh ta múc một tô nước uống rồi đi xuống nhà bếp, leo lên võng nằm, gác tay qua trán, mắt lim dim. Thị Lụ xúc miệng rửa mặt têm trầu nhai nhóc nhách, rồi đi lấy nồi vo gạo nấu cơm. Nồi cơm vừa bắt lên bếp thì thằng Sung thức dậy khóc ôm sờm trong mùng. Thị Lụ bèn biểu chồng rằng: "Lên mà bồng con mà dỗ nó một chút, đặng ta nấu cơm cho mà ăn. Đi về rồi nằm ngửa ngoài đó hay sao?" Trần Văn Sủ ngồi dậy rồi đi lên bồng thằng Sung ra trước cửa mà đứng. Thằng Tý với con Quyền chạy theo, đứng mỗi đứa một bên mà chơi. Trần Văn Sủ ngó hai đứa lớn rồi ngó lại thằng Sung bồng trên tay. Thì thiệt quả thằng Sung không giống hai đứa kia chút nào, mà gương mặt nó coi tựa tựa gương mặt của Hương Hào Hồi. Anh ta nhìn mấy đứa con rồi chau mày, sụ mặt, khí sắc buồn hiu. Anh ta để thằng con đứng dưới đất cho nó chơi với hai đứa kia, và anh ta lên ngồi rồi chống tay lên cái ghế nghi mà ngó ra sân. Con gà mái xám dắt bầy con đi ăn. Mẹ con xúm lại bươi cây ớt xuôi tó. Con gà trống ô chạy lại cục cục dè đạp mái, dậm đám rau tan nát hết. Trần Văn Sủ ngồi ngó trần trần mà không la không đuổi, như muốn để vậy mà coi. Thằng Sung đòi đồ chơi của con Quyên mà đòi không được, rồi dậm chân khóc ôm sòm. Trần Văn Sủ ngồi một bên mà không dỗ không rầy, như không hay sắp con lộn xộn. Cơm chín cá hâm rồi, thì Lụ mới kêu chồng con vô ăn cơm. Trần Văn Sủ ngồi ăn cơm với vợ mà không ngó mặt vợ, cứ cúi mặt ngó xuống mâm cơm hoài, lại không nói không cười, mặt coi buồn hiu, hình như đương tính chuyện chi quan hệ lắm vậy. Trần Văn Sủ ăn cơm rồi liền bỏ đi ra lộ. Con Quyên chạy theo kêu: "Cha, chờ tôi đi với cha." Trần Văn Sủ dây lại nói rằng: "Ở nhà, đừng có đi theo." Thuở này Trần Văn Sủ nói với con thì dịu ngọt luôn luôn. Bữa nay con Quyên nghe cha nó nói sẵn, nó không hiểu sao mà cha nó quạo, nó lấy làm lạ mà lại sợ, nên sụ mặt rồi ríu ríu trở lại không dám đi theo.
Mặt trời chang lặn, gió thổi lao rao. Sắp chăn trâu thấy trời gần tối nên đuổi trâu về chuồng. Trâu đi dưới ruộng ní na ní nần. Mấy đứa chăn trâu cởi trên lưng hát rấm ra rấm rít. Trần Văn Sửu chắp tay sau đít, đi thơ thẩn trên lộ, mắt ngó cảnh vật mà không thấy chi hết. Trí nhớ tới vợ con thì buồn bực vô cùng. Thằng Sáu Thiên đi sớm về gặp nó, Dùng hỏi rằng: "Anh đi đâu đó anh Sửu?" Sửu giật mình ngước mặt lên chân hững và trả lời ú ớ rằng: Đi chơi." Trời đã tối rồi, Trần Văn Sửu đi chơi mỏi cẳng nên ngồi trên lề đường mà nghỉ. Anh ta chống cằm lên đầu gối, lấy ngón tay vẽ hình trên cát mà suy nghĩ việc nhà. Mấy năm nay thiệt Hương Hầu Hội hay ghé nhà mình mà mình có ý coi. Lần nào Hương Hầu Hội ghé thì vợ mình lo trầu nước lăn xăng, coi bộ niềm nở lắm. Tuy vậy mà mình không thấy Hương Hầu chọc ghẹo hay giỡn hớp với vợ mình. Mình không gặp hai đàn nói chuyện với nhau. Vợ mình cũng không có ý muốn để bỏ mình. Tánh vợ mình hỗn ẩu, nó hay mắng nhiếc mình. Mà mắng thì mắng chứ vợ chồng cũng ăn ở như thường. Nếu vợ mình nó lấy Hương Hầu Hội thì chắc nó bỏ mình rồi, chứ có lý nào nó không thương mình nữa mà nó còn ở với mình. Hương Tuần Tam nói thiên hạ đều biết Hương Hầu Hội lấy vợ mình. Họ có gặp hay sao mà họ dám chắc? Hay là họ thấy Hương Hầu Hội để ruộng cho mình làm, họ ganh ghét nên kiếm chuyện mà đặt điều nói xấu cho Hương Hầu Hội với vợ mình? Hương Hầu là người có ăn, lại có vợ con tử tế, có lý nào đi lấy vợ mình làm gì? Nếu mà vợ mình với Hương Hầu Hội không có chuyện gì với nhau thì sao thiên hạ họ dám nói? Sao thằng Sung lại giống con Hương Hầu Hội dữ vậy? Chuyện này thật là khó liệu. Mình phải hỏi cho ra ngay gian mới được. Mình phải hỏi gắt vợ mình. Như nó không có lấy Hương Hầu Hội thì thôi, còn như nó lấy thì mình đuổi phức nó đi cho rồi. Mình giao thằng Sung cho nó đem đi đâu thì đi cho rảnh. Mình bắt thằng Tí với con Quyên mà thôi. Trần Văn Sửu nghĩ vậy rồi thủng thẳng trở về nhà. Đã hết nửa canh một rồi, thằng Tí với con Quyên nằm chơi trên ván rồi ngủ khò. Thằng Sung cũng buồn ngủ nên mẹ nó đã đem nó vô mùng rồi. Khi Trần Văn Sửu bước vô cửa thì Thị Lụ đang đứng giữa cái ghế nhì têm trầu mà ăn. Trần Văn Sửu sập cửa rồi đi vô nhà sau, leo lên võng mà nằm. Anh ta chờ vợ tắt đèn đi vô buồng, anh ta mới mò mà đi vô theo. Anh ta vừa khoác mùng leo lên giường thì Thị Lụ nói rằng: "Ra ngoài ngủ với sắp nhỏ nè, lọ mọ đi đâu đó?" "Để tao nằm, tao nói chuyện một chút." "Chuyện gì? Sao hồi nãy không nói? Để tao đi ngủ rồi vô làm rộn đó." Trần Văn Sửu nằm đại một bên vợ. Thị Lựu túng thế phải xích vô một chút đặng trống chỗ cho chồng nằm. Trần Văn Sửu muốn hỏi vợ về việc Hương Hầu Hội, song không biết phải hỏi cách nào cho vợ đừng giận, nên nằm nín thinh mà tính. Thị Lựu bèn dai ra mà hỏi rằng: "Nói giống gì, sao không nói đi?" "Họ nói với tao một chuyện kỳ quá." "Chuyện gì?" "Tao nói lại cho mày nghe, nhưng không có thì thôi, còn như có thì mày phải chịu, chứ đừng có chối nghe không?" "Ai có biết chuyện gì đâu mà biểu chịu." "Như tao hỏi mà mày có thì mày phải chịu chứ." "Chuyện gì cũng vậy, hãy có thì ta chịu, chứ sợ ai mà chối." Thôi để tao nói cho mà nghe. Bữa nay tao đi gặt, có hai ba người nó nói với tao rằng mày lấy Hương Hầu Hội, có không?" Thị Lụ nghe nói thì vùng dậy hỏi rằng: "Quân nào bày chuyện đó? Người ta nói thiếu gì mà thằng nào nói với mày đó kìa? Mày phải nói tên nó cho tao biết, đặng tao đến nhà nó, tao đào nát ông nát cha nó cho nó biết mặt tao. Tao lấy Hương Hầu Hội hồi nào? Tao có đem lên bàn thờ cha nó tao lấy hay sao nên nó ngó thấy mà nó dám nói như vậy chứ? Thằng nào nói xấu cho tao đó, mày phải chỉ tên nó ra cho mau." "Thôi đừng có nóng, người ta nói như vậy, nếu mày không có thì thôi, chứ chửi người ta làm chi?" "Ủa, nó nói xấu cho người ta như vậy, đến tai anh Hương Hầu Hội, đố khỏi anh Niệt Đậu Quân nào nói bậy như vậy cho nó coi." "Ai nói đó? Mày phải chỉ tên nó ra cho tao biết bây giờ đây." "Chỉ tên sao được, tao không chỉ." "Ủa, nếu vậy thì mày đặt chuyện, muốn nói sao mày nói chứ gì, phải không?" "Ừ, thôi, tao đặt chuyện á, không có ai nói với tao hết." "Cha chả, nếu vậy là mày là quân khốn nạn lắm. Mày ở với tao có ba bốn mặt con, bây giờ mày muốn gì mày nói hay sao?" "Mày hay ào ào quá. Mày giỏi có tài rộng hỏng hoài à, để thủng thẳng tao nói cho mày nghe chứ. Mày nói sao xuôi đó, mày nói đi. Tao lấy anh Hương Hào Hội hồi nào?"
mày có bắt được hay không mà mày dám nói như vậy hử? Nói nhỏ nhỏ vậy mà ôm sờm hoài. Người ta nói mày lấy trai, thiệt tao bắt không được, mà tao có chỗ nghi nên tao mới hỏi mày chứ. Mày nghi cái gì? Nghi làm sao đâu, mày nói cho tao nghe thử coi. Họ nói thằng Sung đó là con của Hương Hào Hội chứ không phải con tao. Họ nói như vậy mà tao coi gương mặt nó sao không giống hai đứa lớn, nên tao phải nghi. Thiệt mày là đồ trâu đồ chó chứ không phải người ta. Trời ngó xuống mà coi bớ trời. Quân ăn ngược nói ngạo à, giọng đầu xuống đất trở cẳng lên trời. Mà quỷ thần để cho nó sống làm gì không biết. Nó ăn ở với tôi được ba mặt con, rồi bây giờ nó nói không phải con nó. Trời đất ơi, tao có nói gì đâu mà mày rủa tao. Tao nói chuyện cho mày nghe, có hay là không có thì thôi chứ rủa cái gì. Thiệt mày nói thằng Sung là con của anh Hương Hào Hội phải không? Họ nói chứ không phải tao. Họ là ai? Mày phải chỉ tên họ ra. Chỉ làm gì? Chỉ đặng mày đào mày bới ông bà người ta. Nếu mày không chỉ, tức thì mày nói chứ không phải ai hết. Để sáng tao lên tao nói cho vợ chồng anh Hương Hào Hội hay rồi mày coi. Nói cho người ta hay làm chi? Ừa, mày nói như vậy rồi biểu tao nín hay sao? Tao nói cho ảnh ghét, ảnh lấy ruộng lại cho rảnh. Không biết chừng ảnh còn làm cho mày ở tù nữa à. Nói cho mà biết. Tao có làm gì đâu mà ở tù. Mày nói xấu cho người ta thì ở tù chứ làm gì. Tao nói vậy mà mày không có thì thôi chứ. Tao nói cho mà biết, đừng có nói bậy nói bạ như vậy nữa. Mày còn đặt điều nói xấu cho tao nữa thì tao không dung đa, nghe không? Trần Văn Sửu nằm nín khe, không còn lời chi mà nói nữa. Thì Lụ bèn lấy tay xô chồng xe ra, rồi nằm một bên. Trần Văn Sửu nằm gác tay qua trán, mắt nhắm liêm diêm. Bỗng nghe ngoài trước có người dở cửa, tiếng kêu kẹt kẹt. Anh ta lật đật bước xuống ra ngoài đốt đèn, thì thấy con Quy nằm ngủ trên ván có một mình, còn thằng Tý đi đâu mất. Anh ta vội vã kêu thằng Tý và dở cửa bước ra sân. Trên trời vầng trăng tỏ rạng, trước sân sáng quắc như ban ngày. Trần Văn Sửu thấy thằng Tý ngồi chồm hổm giữa xó hè, gục mặt xuống đất. Anh ta bước lại hỏi: Làm giống gì mà ngồi đó con? Thằng Tý ngồi trơ trơ không trả lời. Anh ta kéo tay nó đứng dậy thì thấy mặt nó nước mắt chảy ướt dầm. Anh ta bèn hỏi nó rằng: Sao con khóc vậy con? Con có đau bụng đau dạ gì không? Thằng Tý lắc đầu lia lịa mà cũng không chịu nói tại sao nó khóc. Anh ta dắt nó trở vô nhà, biểu nó lên ván nằm ngủ, rồi anh ta cũng leo lên nằm một bên đó. Cách một hồi lâu thì Lũ ở trong buồng cất tiếng kêu rằng: Cha thằng Sung à. Giống gì? Vô biểu một chút. Trần Văn Sửu lầm cầm ngồi dậy, đi gài cửa, bưng đèn đem để trên bàn thờ mà tắt, rồi mon men đi vô buồng, miệng cười ngõn ngoẻn vì đã quên hết những điều Hương Tuần Tam nói hồi trưa đó. Chương 3: Rủi tay rồi ăn năn. Người xảo quyệt thì hay gạt, mà người thiệt thà lại hay tin. Trần Văn Sửu nghe người ta nói vợ lấy trai thì tức giận, mà vì tánh chân chất thiệt thà, tức giận không biết lo mưu tính kế mà lóng đục gạn trong, cứ về nhà tỏ thiệt cho vợ nghe, rồi hỏi vợ có làm quấy như người ta nói đó hay không. Thì Lụ là một người đàn bà hỗn ẩu mà lại xảo quyệt, vừa nghe nói thì mắng rủa hăm dọa ôm sòm, rồi bơm ngọt chồng, on ỉ mơn trớn một đêm, làm cho Trần Văn Sửu vui lòng, tưởng vợ mình trông như tuyết sạch như băng, vì người ta ganh ghét nên bày đặt chuyện mà dứt can thường phá gia đạo. Qua bữa sau Trần Văn Sửu đi gặt, trong lòng phơi phới, ngoài mặt vui vẻ như thường, tin chắc vợ thương yêu, không còn nghi thằng Sung là con lộn vòng nữa. Cách ít ngày tới lúa của anh ta chín, thì Lụ đòi đi theo chồng mà gặt. Trần Văn Sửu chau mày nói rằng: Thôi, ở nhà coi em, trời nắng quá, mày không quen rồi đau đây à, mày báo người ta nữa. Trần Văn Sửu kêu có bốn người gặt giúp, nên gặt bữa đầu mới được có một gốc ba mà thôi. Vì lúa bó chưa xe về nhà kịp, nên ban đêm anh ta phải ra ruộng ngủ mà giữ. Anh ta mới vừa ôm nớp ra đi thì vợ hỏi rằng: Ngoài ruộng chỗ đâu mà ngủ? Có bờ chứ, ngủ mấy bữa vậy lận? Gặt ba bữa cho hết rồi mướn xe mà xe, nên phải ngủ ba bốn đêm. Ngủ ngoài sưa ngoài gió vậy lạnh chết còn gì. Có nớp mà lạnh nổi gì. Lóng này còn trăng, ai dám gánh trộn lúa bó hay sao mà phải giữ cho cực vậy không biết. Lúa bó cũng là tiền chứ gì,
Của mình thì mình giữ cho chắc tay, đựng tin sáng trăng. Vậy chứ không thấy hôm rằm tháng chạp nó gánh trộm của anh Hương Hào hội hết mấy chục bó lúa đó hay sao? Thì lụ cười, Trần Văn Sửu vác nốt mà đi. Trần Văn Sửu ngủ giữa lúa hai đêm đầu bình an. Đêm nào cũng chừng trời rừng sáng mới ôm nốt đi về, đặng ăn cơm rồi có trở ra mà gặt. Qua đêm thứ ba, anh ta cũng ra ruộng mà ngủ nữa. Đến nửa canh hai, chẳng hiểu tại sao mà trong bụng đau quá, chịu không được. Anh ta tốc nốt ngồi dậy ôm bụng, thì trong bụng đau thắt từ hồi, còn ngoài da thì mồ hôi nhễu giọt. Bữa ấy nhằm 19 tháng giêng nên mặt trăng đã mọc lên được vài sào, rồi đồng sáng rỡ. Trần Văn Sửu mới tính trở về nhà kiếm dầu như ý mà uống, như hết đau bụng thì sẽ trở ra mà ngủ lại. Anh ta bỏ cái nốt lại đó, tay chống cây cốc mà đi về. Anh ta đi được một khúc đường thì trong bụng bớt đau, chừng về gần tới nhà thì không còn đau chút nào nữa hết. Anh ta muốn trở ra ruộng ngủ lại, mà rồi anh ta nghĩ mình về đã gần tới nhà rồi, thôi thì mình đi luôn vô nhà biểu vợ nấu nước nóng cho mình uống một chén, rồi sẽ trở ra giữ lúa cũng không hại gì. Anh ta bước vô sân thì nghe trong nhà vắng teo. Anh ta thò tay dở cửa thì cửa gà chặt cứng. Anh ta bèn cất tiếng kêu rằng: "Mày à, mày, dậy mở cửa cho tao vô một chút nghe không?" Anh ta không nghe vợ trả lời, mà rồi lại nghe có tiếng nói lào xào trong buồng, rồi nghe có tiếng đi động đất phía sau nhà bếp. Anh ta vỗ cửa kêu vợ nữa, thì lụ lên tiếng hỏi: "Ai kêu đó?" Trần Văn Sửu liền đáp rằng: "Tao chứ ai. Ngủ giữ lúa sao mà về, bỏ lúa trong ruộng ai coi cho. Đau bụng quá nên về kiếm nước nóng uống. Để đốt đèn rồi mở cửa cho." Thì lụ lò mò trong buồng, kế lần đi đâu xuống nhà bếp một hồi nữa, rồi mới chịu ra phía trước quẹt hộp quẹt lên mà đốt đèn. Trần Văn Sửu tay cầm cây cốc đứng ngoài cửa mà chờ. Chừng thì lụ mở cửa rồi, chị ta nói lớn lên rằng: "Cửa mở rồi đó, dở mà vô." Trần Văn Sửu dở cửa chung vô phía bên này, thì thị lụ cũng dở cửa chung ra phía bên kia. Anh ta vừa mới chung vô nửa cái mình, nghe giữa bên hè có tiếng người ta chạy động đất thình thịch. Anh ta tưởng là ăn trộm rình nhà, nó nghe anh ta về nó sợ nó chạy, nên anh ta lật đật chạy thối lui ra sân. Trăng sáng như ban ngày, Trần Văn Sửu thấy rõ ràng Hương Hào Hội bận áo vải trắng quần lãnh đen ở phía cây chùm ruột chạy ra sân, đặng có thoát ra lộ. Anh ta xách cây cốc chạy theo, trong bụng giận lắm, quyết đập chết Hương Hào Hội cho rồi đời quân gian dâm. Chẳng dè thì lụ chạy lại níu áo chồng mà trì lằng nhằng, làm cho Trần Văn Sửu rượt không được, để cho Hương Hào Hội thoát ra lộ chạy mất. Trần Văn Sửu và tức và giận, dai lại xô vợ té lăn cù dưới đất và nói rằng: "Mày đi theo nó đi, đừng có ở trong nhà tao nữa." Anh ta nói rồi liền quăng cây cốc giữa sân mà đi vô nhà. Thì lụ có lỗi nên bị chồng xô té mà không dám nói gì hết. Chị ta lờm cờm đứng dậy bới đầu cho chặt, rồi cũng trở vô nhà. Trần Văn Sửu giận quá, mặt mày tái xanh, tay chân run bay bẩy. Vừa thấy vợ vô nhà thì bước lại xỉ trong mặt vợ mà nói rằng: "Đồ đĩ chó, bữa nay tao mới bắt được rõ ràng rồi đó, mày còn chối nữa thôi hưng. Đi đi, đi ra khỏi nhà tao cho mau." Thị lụ trợn mắt ngó chồng và hỏi rằng: "Mày bắt được cái gì? Tiên nhân tổ đường thằng cha mày, nửa đêm mày về đây mày kiếm chuyện mà đánh tao phải không? Mày giỏi mày làm giống gì tao đâu, mày làm thử coi họ còng đầu mày hay không mà." Trần Văn Sửu tức vì vợ lấy trai mình bắt được mà nó còn chửi mình nữa. Anh ta dằn lòng không được nên nhảy lại đánh vợ một bóp tay chúi lúi. Thị lụ chụp con dao bầu để trên ghế nghi rồi nhắm ngay mặt chồng mà chém. Trần Văn Sửu trớ khỏi, rồi vối tay giật con dao và co cẳng đạp vợ một cái mạnh quá, làm cho thị lụ té đập đầu vô cạnh ván nghe một cái bóp. Thị lụ nằm dài dưới đất, không cục cựa mà cũng không nói chi hết. Thằng Tý với con Quyền đã thức dậy từ hồi cha chúng nó mới về kêu cửa, xong chúng nó thấy mẹ đốt đèn mở cửa nên nằm nín khe. Chừng chúng nó thấy cha mẹ mắng chửi, xỉ xỏ nhau rồi đánh nhau nữa, thì chúng nó kinh hãi nên lồm cồm ngồi dậy, rồi dắt nhau chạy lại đứng núp phía sau cái cối xay lúa. Trần Văn Sửu thấy vợ nằm im liệt dưới đất, bèn bưng đèn mà rồi. Thị lụ nằm ngửa, một cánh tay thì sắp dưới lưng, một cánh tay thì gác lên chân ván, mắt mở trao tráo mà không có thần, trong miệng nhễu ra ít giọt máu đỏ lờm. Trần Văn Sửu thất kinh, lật đật để cái đèn lên trên kế nghi, rồi thò hai tay bồng xốc vợ mà để lên trên ván. Anh ta đụng nhầm phía sau ót ướt ướt, bèn dở cái đầu lên mà coi, thì thấy phía sau cái sọ đã bể nên ốc đổ ra,
rồi pha với máu mà chảy dầm về. Anh ta rờ lỗ mũi thì không còn hơi thở nữa. Anh ta kinh tâm loạn trí, mặt mày xanh như chàm, tay chân run lẩy bẩy, liền ôm ngang mình vợ mà kêu rằng: "Mày à, mày!" Thì lũ nằm trơ trơ như khúc cây. Trần Văn Sủ ngóc đầu dậy than rằng: "Trời đất ơi, vợ tôi chết rồi còn gì đâu." Lúc ấy trong lòng anh ta đã đau đớn, mà trong trí anh ta lại lo sợ. Anh ta lính quính chạy vô buồng, rồi chạy ra đứng ngó vợ, muốn khóc mà không có nước mắt, muốn nói mà nói không ra lời. Bộ tịch anh ta như người mất trí. Anh ta ngó vợ một hồi rồi rùng mình. Anh ta vụt dở cửa bước ra sân, bỏ cửa rớt một cái ầm, rồi co giò mà chạy tuốt. Vừa kinh hãi về nỗi giết vợ, vừa lo sợ về nỗi chúng bắt, Trần Văn Sửu chạy đây, một là không muốn thấy cái thây của vợ nữa, hai là không muốn để cho làng bắt trói mình. Tuy anh ta chưa tính coi phải chạy đường nào, phải đến đâu mà trốn, xong anh ta ra khỏi sân rồi, không dám chạy theo con đường lộ, dường như sợ người ta rượt theo. Anh ta băng xuống ruộng mà lại tránh xa mấy chòm nhà, dường như sợ người ta đón bắt. Trên trời trăng soi vằn vặt, trước mặt đồng ruộng mênh mông. Trần Văn Sửu vẹt lúa mà đi, lúa viếng chừng muốn té nhủi, bước xẹt bùn văng tới đầu. Anh ta thấy hai con mắt của vợ mở trao tráo mà ngó anh ta hoài. Anh ta sợ quá nên nhắm khít cặp mắt lại đặng đừng thấy nữa, mà nhắm cũng như mở, cứ ngó thấy luôn luôn. Anh ta đi một hồi lại nghe như có tiếng người ồ ào phía sau. Anh ta tưởng sớm làng theo bắt nên dai mặt lại mà ngó. Té ra không có ai hết, ngực nhảy thình thịch, mắt đổ hào quang, mồ hôi tuôn dầm về. Anh ta cúi đầu khum lưng lầm lũi đi riết. Trời rừng sáng, Trần Văn Sủ đi tới mé sông lớn bèn đứng lại mà ngó. Vì trong lúc hốt hoảng dục chạy không biết chạy hướng nào, nên đến đây gặp sông, không biết sông này là sông gì. Phần thì cùng đường, phần thì mỏi chân, nên anh ta ngồi bẹp dựa lưng vào gốc cây bần mà nghĩ. Gió thổi lào rào đưa sóng đánh vào mé đất lạch sạch, nhánh bần lúc lắc, lá xuôi một phía khua tiếng lào xào. Trần Văn Sửu ngồi khoanh tay, tai nghe sóng dập gió dờn thì buồn ngủ nên nhắm mắt lim dim. Vì mệt mỏi nên muốn ngồi im mà nghĩ. Té ra vừa nhắm mắt thì thấy vợ nằm trước mặt, cặp mắt mở trao tráo, miệng trào máu đỏ lờm. Sự sợ, sự buồn, sự lo, sự ăn năn ùng ùng xông tới, làm rối rắm trí khôn, nên anh ta rỡn ốc run tay, lắc đầu đấm ngực mà nói rằng: "Trời ơi, tôi đánh vợ tôi chết rồi, bây giờ làm sao? Bị đày, chắc không khỏi bị đày chung thân. Mấy đứa con tôi, ai nuôi nó?" Trần Văn Sửu nhớ tới sắp con thì anh ta khóc mới được, mà chừng khóc được thì nước mắt tuôn ra dầm về không dứt. Anh ta chống hai cánh chỏ trên đầu gối, xè hai bàn tay bụm mặt mà khóc, kể rằng: "Mình ôi, mình làm chi mà tồi tệ như vậy? Vợ chồng ở với nhau mấy năm nay, mình cũng biết tôi thương mình, tôi cưng mình lắm chứ. Việc nặng, việc nhẹ tôi dành, tôi làm ráo, tôi không chịu để cho mình làm. Tôi xin mình ở nhà coi nhà với sắp nhỏ mà thôi. Mình sung sướng như vậy còn gì nữa? Sao mình không nghĩ bụng tôi? Mình lén trai lén gái với Hương Hầu Hội làm gì? Mình thấy nó giàu có, quần lành áo lụa mình mê hay sao? Giàu có làm gì mà ham? Tôi nghèo chứ tôi đâu có để mình chịu đói bữa nào hay sao? Hay là mình muốn có tiền đặng ăn mặc sung sướng như họ? Tôi thường nói với mình để tôi ráng sức làm cho có tiền nhiều đặng vợ con sung sướng. Tôi nói như vậy là ý tôi muốn có tiền đặng cho mình quần hàng áo nhiễu, đi giày đi dép, đeo vòng đeo vàng. Tôi nói đó là tôi nói thiệt chứ tôi không phải nói gạt mình. Mình cũng thấy tôi làm lung lắm mà, chứ phải làm biết nhát gì đâu. Thủng thẳng chờ ít năm rồi sẽ khá, chứ mình muốn gấp quá sao được? Sao mình không thương tôi, mình lấy Hương Hào Hội làm chi vậy? Mà như mình có lỡ dại thì hôm tôi hỏi đó mình nói thiệt với tôi. Tôi thương mình lắm, nếu mình chịu thiệt thì chắc tôi rầy bẫy bạ rồi thôi, chứ tôi không nỡ đánh đập gì mình. Sao tôi hỏi mình lại chối, rồi mình còn mắng chửi tôi. Đến chừng tôi bắt quả tang chánh án rồi mà mình lại còn leo lẻo, mình chửi tôi, mình thách đố tôi, mình vác dao chém tôi, làm cho tôi giận mất trí khôn nên tôi xô mình té mà chết. Trời ơi, vợ tôi chết rồi, bây giờ tôi sống sao được? Tôi sống thì tôi bị họ bắt, họ chém, họ đày tôi ra Côn Nôn Đại Hải. Còn ai ở nhà mà nuôi con tôi?
Con tôi còn nhỏ quá, tội nghiệp lắm trời ơi. Bên nội không có ai hết, còn bên ngoại thì có một mình ông ngoại. Mà ông ngoại nó nghèo quá, lại già yếu rồi, làm sao có đủ cơm mà nuôi ba đứa cháu cho nổi. Y hì, khổ lắm. Còn một nỗi, không biết sắp con tôi nó có hiểu bụng tôi hay không. Sợ e chừng nó khôn lớn, chúng nó không hiểu chi hết, tưởng tôi hung dữ làm điều không phải, rồi còn đập chết vợ nữa. Chúng nó thương mẹ, trở lại quán tôi thì còn khổ cho tôi biết chừng nào. Mặt trời mọc lên, giọt nắng trên mặt nước sáng loà. Có một chiếc ghe chèo dọc theo mé sông. Trần Văn Sửu nghe tiếng chèo sạc sạc, tưởng làng tổng ngồi ghe đi kiếm bắt mình, nên lật đật đâm đầu lũi vô bụi ô rô gần đó mà trốn. Anh ta ngồi so ro trong bụi, không dám thở mà cũng không dám cựa quậy. Ghe đi khỏi xa rồi mà anh ta cũng không chung ra, sợ người ta còn rình đâu ở ngoài. Chung ra họ thấy, họ nắm cổ bất tử. Trần Văn Sửu cứ ngồi trong bụi trọn một ngày đó và gần nửa đêm nữa. Vì buồn rầu lo sợ quá nên không biết đói. Đến khuya trăng mọc, anh ta lắng nghe tư bề vắng vẻ, gió lặng sóng êm, mới sẽ lén bước ra. Anh ta đứng giữa gốc cây bần mà ngó mông ra sông cái. Trăng chói nước loà loà, nước in trang giận giận. Trần Văn Sửu ngó trăng ngó nước rồi bát ngát trong lòng. Anh ta muốn nằm tại chỗ này nhịn đói mà chết phức cho rồi, cho hết buồn rầu, cho khỏi bị bắt. Mà hễ muốn tự vận thì anh ta lại nhớ tới sắp con. Sống thì có mong ngày cha con gặp nhau, chứ chết thì còn gì mà thấy nhau nữa. Anh ta suy tới tính lui trót một canh, rồi mới nhất định phải kiếm chỗ mà trốn. Trốn 5-10 năm cho thiên hạ quên hết chuyện của mình, rồi lần lần lập thế về thăm con, đặng cắt nghĩa việc mình làm cho con hiểu. Kẻo chúng nó tưởng mình hung dữ, không có chuyện gì mà giết chết mẹ chúng nó. Mà trốn đi đâu bây giờ? Đi lẩn quẩn lối này chắc không khỏi người ta bắt. Có lẽ phải lội qua sông mà đi cho xa, cải tên cải họ, kiếm chỗ làm ăn, thì hoặc mai mới được yên thân chăng. Trần Văn Sửu gốc ở Trung Trạch, nhà ở giữa mé sông Mê Tức. Hồi nhỏ thường lội qua lội lại sông ấy hoài, nên biết lội giỏi lắm. Anh ta đứng nhắm sông này, thấy mé sông bên kia mù mù, biết là sông lớn chứ không phải như sông Mê Tức. Sông anh ta không sợ, lần lần mở nút cởi áo mà máng trên nhánh bần. Anh ta tính cột quần cho chặt, lần dây lưng gặp cái hộp đựng dây thuế thân, anh ta mới lấy cái hộp buộc vào vạt áo mà để luôn tại đó. Xong anh ta tính lội qua đây là sông Cổ Chiên lớn lắm, mà chỗ anh ta muốn lội đây là lối vào Rạch Nàng Âm, hiểm lắm. Trần Văn Sửu một là ỷ sức lội giỏi, hai là liều mạng thoát thân, nên anh ta không nhút nhát, sửa soạn do quần áo cho gọn gàng rồi liền bước xuống sông mà lội. Phần thì sông lớn, phần thì bụng đói. Bởi vậy anh ta tuy lội giỏi mà lội vừa mới một phần sông thì tay chân bãi quải, mắt đổ hào quang, hơi thở hào hển. Anh ta ráng lội một hơi nữa thì mệt đuối, bơi hết nổi. Tới không được, lui không kham, cứ trồi lên hụp xuống một chỗ đó hoài. Anh ta dòm vô mé sông thì hai bên mù mù, bên nào cũng xa hết thảy. Anh ta chắc phải chết đuối, nhưng mà nhờ cái lòng muốn sống của con người nó làm cho anh ta thêm sức được chút ít, nên anh ta dùng giấy bơi chòi cho đến cùng. Anh ta làm đã hết sức, vừa muốn xuôi tay ngay chừng đặng chìm phức cho rồi, thình lình anh ta thấy một chiếc ghe chạy bườm gần tới. Anh ta la lên một tiếng rồi đập chân xuống nước đùng đùng. Nhờ trăng đã ló lên, người đà công ngó thấy tưởng ai bị chìm ghe trôi đó, nên bẻ bánh nhằm ngay chỗ Trần Văn Sửu mà chạy lại. Khi ghe tới rồi, người đà công xả bườm và quăng dây cho Trần Văn Sửu nắm rồi kéo lên ghe. Trần Văn Sửu mệt đuối nên leo lên ghe rồi anh ta nằm dài, nói không ra tiếng. Bạn lái trong ghe đều thức dậy, người lo đốt lửa mà hơ, kẻ rót nước trà cho uống. Là một hồi lâu Trần Văn Sửu mới tỉnh lại. Bạn lái áp hỏi anh ta tại sao ban đêm lại trôi giữa sông như vậy. Trần Văn Sửu nói dối rằng không nhà không cửa không vợ con chi hết, mướn xuồng của người ta đi kiếm chỗ ở gặt lúa mướn, xuồng qua nửa sông bị chìm nên anh ta mới thả trôi. Những người ở dưới ghe ai cũng tưởng thiệt nên không ai tra hỏi chi nữa hết. Trần Văn Sửu hỏi thăm mới hay ghe này ở Ba Động, chở củi lên bán tại chợ Vũng Liêm. Bán hết củi rồi nên đi về chở nữa. Anh ta thầm nghĩ ấy là một dịp may cho mình thoát thân, bèn xin với chú lái cho theo xuống dưới Ba Động ở làm củi.
Chú lái đường cần dùng bàn đốn củi nên chú nghe Trần Văn Sủ xin theo thì chú cho liền. Ấy là một dịp may cho hai đàn, chứ không phải may cho một mình Trần Văn Sủ. Hết tập 1, còn tiếp 2.